Hello tất cả mọi người. Ngon kinh luôn. Đây đây để chúng tôi để hãy cho Tuyến reviewer buổi này. Ngon kinh khủng luôn. Buổi này ngon thật. Đây là buổi Đền Quân. Thằng Hiếu nó chưa bóc mà thằng Hiếu không biết nó có này à? Đền Quân ạ. Đúng vậy. Em ao nẹt từ năm trước rồi. Sao thế? Ao rồi. Rất tào lao ấy. Em được ao rồi mà. Tao biết rồi. Cái này thì chắc chắn là ngon rồi. Người ta bảo ao đi thì thôi em ao. Các bạn ạ, đây là đội quân giải quyết tất cả những vấn đề sau Tết. Buffet bánh kẹo Tết. Em sẽ hack cái này lên kia để quay để ăn. Mọi người ở công ty thì cứ có mứt thừa, sữa cặn, mứt cặn. Hôm nay là được miếng cua, miếng tôm là gì ạ? Em về còn đúng đĩa xôi. Mày ơi, còn đĩa xôi là được rồi đấy. Sao chị để nhé, chị để cứ được cất đi để bao giờ team media về thì chị lôi ra. Tôi cũng định nghĩ như thế, nhưng mà bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian thì cũng là toàn đợi team media. Cứ tầm 11 rưỡi đêm ra hay team văn phòng đói mấy năm rồi. Thế hôm đấy là chị ra mấy giờ nhỉ? Thôi tao thêm luôn, hình như là không nhớ. Sao ạ? Chiều. Chị ơi, team media không bao giờ được ăn đồ gì trọn vẹn luôn. Thế cả năm đều ăn nấu món ăn mấy năm rồi, hả? Mà kêu là không được ăn ghi trọn vẹn. Nó nói xong rồi nó quên. Hôm nào chị Yến biết kịch bản là làm tôm sốt Thái. Tôm sốt Thái. Cái đấy không biết làm mà té re đấy. Anh Hiếu bảo dễ mà. Thì em có biết làm không? Hiếu bảo dễ vậy, món này món dễ nhất cuộc đời. Thế á? Hiếu bảo tôm sốt Thái dễ, Hiếu có biết làm không? Không. Cút mốt xong. Xong nhưng mà ăn được hay không thì không biết nha. Người kia nhà em làm ăn suốt mà, nhậu suốt mà. Ây giờ. Cái ngon nhất rồi. Nhưng mà có té re thì ở đấy. Té re thì thế nên không dạ có tốt hay không, mua tôm ngon hay không chứ. Ôi giời, Đền Quân tặng là thuốc à? Đâu thuốc gì? Không, ở nhà có gì không ăn hết, mang hết ra đây. Của không ngon nhà đông con cũng hết các bạn ạ. Đâu không, cái này ngon. Ở Long Nhãn thì chắc chắn là ngon rồi. No, ăn đi. Ăn thì mà. À, có béo không? Ăn như heo thì sao? Có béo không? Không. Nó ít calo mà, nhưng mà nó cũng tẩm đường đúng không? Đường phơi đúng không? Ừ. Nó phơi xong rồi nó phun đường vào. Tẩm đắng này nó không bị ngọt quá, nó chỉ hơi chua chua vậy. Mứt vỏ bưởi thấy dẻo. Ngon lắm. Thế bây giờ cho tìm mình thưởng thức cũng. Sao này đang quay gì mà mọi người ngồi đây? Hết cảnh rồi. Đang nấu. À, hôm nay nấu món gì đấy? Nay nấu món cuốn chấm mắm nêm. Quỳnh làm. Ngon rồi nhỉ, ngon rồi nhỉ. Mình biết nấu ăn các bạn. Em ơi, anh đặt mua đâu, gọi cho Tranh đi. Chúng tôi cứ đi về đi. Bảo là đừng quay đấy. Em ăn thôi luôn. Ừ, chưa nay được ăn gỏi cuốn sướng. À, cái ăn xong không đóng nắp vào à? Đâu, nắp đâu. À, quên anh. Cứ thế. Ta có nắp mà. Thế chứ lại làm sao? Quay cái gì? Quay đi. Chuyện này có tính hơn cả mẹ em còn chưa đi lên mà. Không, tao nhìn thấy đứng lên là mày đã có dấu hiệu muốn đi luôn rồi. Tao nhìn tao biết mà, đứng lên là tao biết là đã quên thế luôn chị, rồi. Chị hỏi chú Si em nhá. Chị hỏi chú Si em ở đây em như nào nhá. Không tin. Tao chỉ tin những gì mắt tao thấy thôi. Chị biết, chị mới đến khoảng 50% là chị đã phán xét là chị nhìn 100%. Không. Em có chưa lấy áo, máy gần đây này. Mày phải nói là mày phải biết là tao đã giúp mày. Nếu mày đi lên nhà mày quên luôn thì nó sẽ ướt ra, người khác không ăn được, nó phải tội. Tôi sẽ đi lên trên coi. Ở trên chúng tôi đang nấu ăn. Ở trên tầng 2. À thế này, ăn Tết xong mà vẫn rất xinh gái không béo mấy, nhưng có hài có mông. Ăn béo vào mỗi mông. Mình chân nhìn đến giờ nó sưng này. Chị ơi, bây giờ nhà em không hiểu tại sao luôn, nó không được như ban đầu nữa. Chị ơi, nó không được như ban đầu chị ạ. Không được với ban đầu cái gì? Chân em ấy. Thế không... em cứ đi cặt hột à? Không phải, ý là nó không nhỏ như ban đầu, em muốn chân nhỏ như đây về, nó cứ cứ một cục như này. À thì nó vẫn sưng vậy, nó khỏi đâu. Cứ một cục vậy. Nó khỏi đâu, nó vẫn bị sưng.
Cho nên là chúng tôi đang set để quay media. Đấy anh Đạt lại nhóm nháp ăn gì rồi. Không biết là món gì, là bưởi hay là vỏ bưởi. Mất vỏ bưởi. Là như nào? À yêu anh Đạt. Nhớ anh Tuân. Bình thường thì có anh Tuân để san sẻ công việc nặng nhọc, bây giờ một mình anh phải cân tất. Vừa đã gầy rồi lại bị các em nó hành nho. Không, cho gầy gầy sau này đóng mấy cái vai kiểu nghiện hoặc ăn cắp ăn trộm nó hợp vai. Nhiều nhất trong những các kỹ thuật đến đây làm luôn. Ừ. Anh Đàn người diễn nhiều nhất. Ừ. Diễn nhiều hơn cả anh Tuân. Tại sao các bạn ơi? Nghề chọn người. Cảm giác bấm vào khung hình phát là chỉ cần đứng im thôi nó cũng ra vai luôn, không cần thoại. Anh Đạt là cái diễn viên mà chỉ đứng sau Long Tổ về cái độ mà nó là đứng im cũng ra vai. Các bạn thấy Long Tổ lên phim nó có thoại gì đâu, nó chỉ cười với cả Long thế thôi, mới nó đấm thôi là xong. tỏ rất ấn tượng với vai Long Tổ đếm đỗ nhá. Không xem, chưa xem phim đấy à? Buồn cười lắm. Anh Hiếu cười chết mất luôn. Anh như vậy. Nhanh luôn đi. Chị hoàn toàn luôn đi. Tao không biết tôi kiểu gì các bạn ạ. Tiểu tôi thì nó, tôi là hướng lung tung của nó thì hướng nội. Nhiều đèn quá, chói mắt quá. Cười cười dường dưỡng, cười cười hai cái má nó sắp chạm vào hai cái mắt này các bạn ạ. Đến là... béo béo đến là nhạc chan 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 đấy á. Em trai tôi các bạn ạ, bao tuổi nhỉ, bao tuổi 2000 là bao tuổi nhỉ? 24 tuổi. Nhạc chuông gọi đến là siêu nhân. Hình nền điện thoại là mèo hay Doraemon này tôi không biết. Avatar Facebook cũng là con mèo. Oh my god. Biết nó là ai, biết nó là ai mà. À, thằng này lại trốn lên đây vừa mới ngủ dậy. Mày tao lên ăn Tết xong thề nó như một con lợn lợn thiến ấy. Mày bao nhiêu cân rồi em? 60 chưa? Hơn 60 cân. Thế là nó đã nặng hơn mình rồi đấy. Đã bắt đầu có người yêu, bắt đầu suốt ngày đi. Ờ. Anh yếu, anh lấy luôn không? Lấy gì cơ? Ớt. Thằng này hồi nãy nó bán hàng ghê thật. Mày bán những cái gì mày quảng cáo cho các bạn à? Có Linh Vio không? Có Linh Vio không? Không. Shopee bán hàng nhiều cực. Ừ đúng rồi, rốt. Nhưng mày khai thật đi, mỗi lọ mày lãi bao tiền? Tao tính cho. Mỗi lọ lãi bao tiền? Mỗi lọ 5.000 đô. Mỗi lọ mà lãi 5.000 mà bán Shopee thì lỗ. Ừ đi đấy. Mày phải đẩy giá lên. Shopee nó tự đẩy giá lên mà chị. Đấy à? Khi mà chị đăng cái gì Shopee nhá, chị đăng khoảng 100 thì Shopee nó đẩy lên 120. Thì để nó có phần trăm ở chỗ đấy. Đấy. 5.000 tình cảm thôi chị ạ. Cái luôn ngồi pha cái đấy mệt ỉa luôn ấy. Mày hay ỉa quá em. Thế từ tới giờ bán được mấy tặng muối rồi? Bán cho nhiều lắm. Nhiều muối 20 lọ cho cả lò nhiều á. Về cho mẹ em bán. À ngon. À cái muối. Cả làng ăn. Muối gì mà kinh ấy. Ngon lắm luôn. Của Tê Quy. Chị chấm cái gì cũng ra luôn. Không giống Hảo Hảo, ngon hơn Hảo Hảo à? Ngon hơn nhiều. Không, cái đấy phải người thích ăn như mình. Nhưng tao không thích hạt tê đâu. Đấy cái này ngon. Vị lẩu cay ấy, cái mùi của cái lẩu cay. Vị lẩu cay Tứ Xuyên ấy. Không biết. Mai mang cái tao một lọ đi. Lọ bé đi. Hết rồi à? Chị ăn được cay không ạ? Hơi. Ôi nó cay lắm đấy chị ạ. Thế thì thôi bỏ. Nó rất là cay luôn. À nó tê giống cái rác xúc xích đấy á. Ôi nó còn hơn thế. Ui thế thì chịu. Xúc xích thì làm cái gì? Ui thêm một bọn này ăn được ghê vãi chật. Các bạn ơi xin vía Thảo Lê đi, nó ăn tín tín thế mà ra nó này. Này. Ý rồi ruồi đậu vào ngã trượt gãy cánh luôn. Sướng trộm vía. Anh nhớ biết em là em bảo là phải khen trộm vía anh nhớ chứ. Tăng cái trộm vía. Ta không trộm khắp gì đây. Không nhưng mà ăn Tết xong mà mặt nó phúng phính là cũng xinh đấy. Xấu, béo chứ. Lên phim ạ, vợ em khóc chứ. Đâu, quay mặt đây. Đâu, không nhỉ? Quay mặt đây. Không đi. Một đống nặng đề. Tao chưa nói đến nặng thì thôi. Đã nhiều nặng. Nặng quá.
Vì là em hỏi thôi mẹ ăn ít thôi, béo rồi. Cuối tuần này vẫn tới đi Sapa nhờ cầm về đỡ mất tiền ship. Lợi dụng. Nó hay đi Sapa, bọn này đi một năm đi Sapa mấy lần? Vân Tây kia em không đi. Tôi đi với Vân Tây. Tuyến à. Tuyến là Tuyến bao cân Tuyến? Đi Sapa gì? Tuyến lại cân Thảo. Tuyến 52 cả năm 3. Năm 3 cân à, năm 3. Tôi vào mùa hè rồi phải giảm cân để chuẩn bị bikini. Đó là mùa hè thôi chị ạ. Ô các bạn ơi, vừa mới Tết xong lại chuẩn bị mùng 8 tháng 3 rồi. Mùng 8 tháng 3 lại 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi là đi du lịch đấy. Vừa mới nghe nào đi du lịch không? Tôi thật ra lại đi du lịch ạ. Thế không muốn đi du lịch thì mẹ ở nhà. Thôi chị ơi, chơi tiếp tục. Hôm nay em không đi du lịch. Sao thế? À, ở nhà, canh vợ đẻ. Ngày thế. Ví dụ năm nay mà đi có đi biển không chị? Ôi nhanh quá. Thế du lịch chẳng đi biển đi đâu mày? Đi nước ngoài. Ôi trời. Đây là 34 đi đâu thì tầm ấy. Công ty các bạn ơi. Đi Phú Kiệt, đi Pattaya đi. Các bạn ơi, công ty vừa mới nghèo quá cắt giảm nhân sự. Bây giờ chúng nó phải đi nước ngoài. Có mà đi ngoài ra nước ạ. Hay mình đi Mỹ. Mỹ Đình. Không, ta đang nói chuyện như thế. À, tức là 31 tháng 5 mọi người sẽ đi du lịch đúng không? Không, tao đang chém gió như thế. Cổ nó hóng nhanh quá. Tức là 31 tháng 5 đi du lịch tiếp đi. Đi du lịch. Bọn này lần trước là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mà đi du lịch về xong lại đi tiếp đúng không? Đấy nhá. Ý là công ty mình không đi vào 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Công ty mình đi ngày khác. Tầm đấy nó cho nó sớm sủa. Ý là bây giờ nhanh quá, vừa mới Tết xong thì lại mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3 xong lại đến 30 tháng 4, mùng tháng 5 rồi. Sao phải chẳng mấy chốc lại luôn không? Đúng vậy. Không có cái tour nào đi ra Trường Sa để em thích đi ra đấy. Mày tự đi đi. Mày tự đi đi. Người ta đi Cô Tô, người ta đi Côn Đảo đã quá lắm rồi đấy, đòi đi Trường Sa. Năm nay đi đâu ấy chị ơi? Tao biết đâu ấy. Ở Tiếc Dần à? Ta định bảo là đi nó gần gần thôi, nhưng mà đi nó thật là sang, thật là chảnh, thật là sang xịn mịn mà cho nó đỡ mệt. Mua chị ạ, đi gần thôi. Đi xa mệt lắm. Đi Đại Lải, nên đi gần. Anh chỉ đi gần đúng không? Thằng kia Đại Lải để cho mày được đi cùng gì? Để vợ mày để bắt lại máy bách đi luôn gì? Cái rất khổ, rất là. Ví dụ mà sáng mà em không cho đi là sáng em đánh xe em vác vào trong đấy. Em vác vợ em vào trong đấy à? Xong rồi đau vác vào viện luôn. Để đúng tháng 5 tháng 6 à? Tháng 7. Năm 7. Thế là thao hồ mà lo đất các bạn ạ. Không sao. Em có đất rồi. Em cũng chưa có nhưng mà không sao hết. Con trai sao lại phải lo đất? Cứ để con trai là phải lo đất ạ. Thế con trai thế nó lấy vợ thì ở đâu? Quan trưởng phải tự làm lên chứ cho. Thế thì bản thân em, nhà em, bố em phải đấy. Tự làm đấy chứ. Em có hai con trai, bố em không có lo cho em đâu. Em cũng chẳng là cần từ bố em cả. Thế mày có đất chưa? Hả? Mày có đất chưa? Chưa. Nhưng mà em làm được. Thế mày đang ở đâu? Tiêu em đang ở nhà mày. Thế sao có đất đấy của ai? Của em thôi. Thế là nó nói rất thẳng nhiên rất oai nhá. Thì bởi vì là em tự làm. Không, nhưng mà sau này chắc chắn em sẽ làm được. Còn nếu không làm được thì em vẫn có. Gì thế? Đấy là còn gì nữa? Em cũng thế. Tuấn, các bạn ơi, Tuấn có thằng khoai tây. Xong rồi thằng thứ hai là thằng khoai mì. Em bảo bốn đứa mà, em bảo bốn đứa. Mày định để cho nó đẻ hết trứng mà mày không định cho nó đi làm mà đâu mà để bốn đứa. Thật bốn đứa, là vãi. Sau giờ này khoảng 5-6 năm nữa là bắt đầu tiếp tục vào kế hoạch đấy. Thật là vãi trưởng. các bạn đã thấy sai lầm khi đẩy thuyền thằng này với con Nhung chưa? Đấy chưa? Nó tàn phá thanh xuân chưa? Thanh xuân chỉ để đẻ đấy. Chị ơi, bây giờ bọn nhìn lại đi, ngày xưa lúc mới thì bọn em có mười mấy 20 tuổi, đầu 2x rồi. Đầu 2 đít chơi bơi rồi. Thế không muốn gì nữa, muốn chả đến lúc phải lập gia đình, phải có con thì còn gì nữa. Bốn nữa. Còn vợ em mà em hút cho đến chứ. Con vợ em các bạn ơi. Con vợ. Còn ngày vẫn thế. Trời ơi, tán lên tán xuống, chạy chặt ra. Cứ chị không biết rồi, hôm qua vợ em người đi xem em bảo là chính là chồng sướng nhỉ. Cha phải tán câu nào cũng có vợ đẹp con vô. Nó đi đâu ở đây đâu mà mày bóc cốt rã cái. Đây chị ghi âm luôn, chị cho chị cái. Vợ em bảo luôn, bảo chả phải tán câu nào cũng có vợ đẹp con khôn sướng nhỉ. Thế là mày bị nó tán à? Thế mày là hạt thóc à? Vô tình gặp nhau giữa dòng đời tất nào. Thôi xin lỗi đi, tôi đã nghe giai thoại buổi tối ngày hôm ấy. Nó đang bóc phốt. Cô công nhân này đi đâu thì mình không biết. Đi bán cam. Ừ. Công nhân chửa đi bán cam. Đấy, rất là tình cảm yêu nhau nhá. Nó đang về xem vlog nhá. Nhưng mà đúng không? Cô bà vừa nói thế. Nói là không cần tán tôi nào cũng lấy được vợ đẹp con khôn. Ừ. Về tối nào cũng mở vlog xem lại. Có bài em xem được.
Nói chung là đẹp trai cũng là một lợi thế đúng không? Đúng rồi. Ờ thằng này tự nhiên thấy hồi này vợ chửa cái hay thì chăm con đến kia gầy hẳn đi. Ăn tết xong gầy nhỉ? Gầy như nghiện. Em xuống bây giờ em xuống mất 45 cân. Bình thường em tầm 65 thì nó còn đỡ một tí, bây giờ xuống 60 đúng không ạ? Nhưng mà chị yên tâm, một tháng nữa em lại lên 70 cân. Để em gì? Mấy uống thuốc béo à? Không uống một cái gì cả. Uống mát. Vãi cả trời. Sao uống mát lại tăng cân? Các bạn ơi, ai gửi trà sữa cho Tuyến đấy? Sao các bạn không tặng anh, các bạn toàn tặng với quả kèo ấy? Tại vì mày xấu ấy, nó xinh từ kia. Cái thằng em các bạn khoan, em bảo tặng em hoa, em bảo là chưa biết đàn ông tặng hoa để làm gì, mà là cho kẻ tặng vợ. Các bạn ơi, hai mấy bạn fan hay tặng nước cho Tuyến, Tuyền, Thảo Lê, Quỳnh kia coi, các bạn làm ở quán nước ấy đúng không? Đúng không? Thôi một tuần tặng một lần thôi, tiền đấy thì còn để vào lương như kia. Làm quán nước đấy sáng đến pha nhưng mà kiểu đến không ngủ được trơn đâu. Cảm ơn bạn à, bạn Phò Thùy Ngân đã tặng em món quà. Tặng gì đấy? Tặng áo. Quần áo. Phò Thùy Ngân tặng quần áo được ấy. Ngoan thì anh gọi. Ngoan thì được. Tí gọi lên cho nó cái cục đen đen ở trên đầu ông Tôm ạ. Được đấy. Ôi quỷ đâu em ạ? Chị Dung cho ạ. Chị đâu em, những cái này được chưa? Ok chưa? Đấy. Chuẩn bị lấu ấy các bạn ạ. Không, đấy là cái lọ ăn. Tìm mấy cái nhà sao sáng kia có cái thủ luôn đó. Sáng em tìm được có mốt đấy này. Ở đây. Vỗ tay. Tôm này ăn sống các bạn ơi. Những bạn về như quên. À cuốn này à, em lại nói mãi mà gỏi cuốn là sống. Trong này nó đẹp đấy. Ở đây mình sẽ làm cái nguyên liệu cơ bản. Mọi người kiếm đâu được cái chày cũ đấy? Mua mãi ở trên đấy. Mua mãi trên rừng à? Mắm lên. Ui tôm tươi thế. Thế nào chẳng phải hấp luộc lên? Luộc xong bóc vỏ xong rồi mình luộc thì là chỉ. Em bóc vỏ đấy. À đấy. Ta bóc vỏ tôm á. Đúng rồi. Chứ cái móng tay kia mà nó bóc vỏ thì cái đấy phải sáng đã cuốn tí nữa dài, có tao thấy móng tay nó rồi. Anh Quang ơi, sao anh không cắt xong rồi anh ăn luôn mà anh còn mất công anh vắt hả anh? Anh uống cho nó năng suất à? Mất công uống nhiều quá, hôm nay mình phải tự làm mình trải nghiệm, mình có một cái trải nghiệm. Mình thường uống ngoài quán mãi rồi. Trong này đang rất là rét các bạn ạ. Không còn ai ở trong này hết. Này điện thoại còn cây ngang là đời còn khổ. À, anh Hiếu đang cầm không biết cầm gì. Ừ, máy thở em không ăn đâu. Thế luôn nhiều trà sữa này uống tiểu đường đấy các bạn cho không. Gì nó đắng đắng vào. Thôi được, không sao. Hôm nay là trà sữa loại khác các bạn ơi. Không phải hàng hôm qua nữa. Ăn cái long nhãn thế này ăn mới không tiểu đường này. Mấy điên, nó còn ngọt hơn bình thường ấy. Nó còn ngọt hơn trà sữa. Ui này còn tặng nhiều vết thưởng luôn các bạn ơi, bạn nào đây? Nguyễn Phương Linh. Và hờ anh Chu Chê. Cái gì đấy? Trà sữa chung chỉ. Lại trà sữa nữa à? Các bạn ơi, các bạn định mình nhá 4 cốc. Một trà 4 bạn, 4 bạn tặng một mình chị Nhiên luôn. Đưa em cốc lên xanh đi. Cho em cốc lên xanh đi. Từ từ. 4 bạn tặng chị Nhiên luôn, thật là một bàn đồ ăn, fan tặng luôn bánh tráng nữa luôn. Cảm ơn bạn Thùy Linh ạ. Cảm ơn bạn gì nữa? Chị Yến ạ. Hả? Cái quán La Bông ở cái chỗ mà có mắc ấy. Mỗi lần em ra đấy uống. Chụp đường nó toàn trà sữa là trà sữa chị ạ. Em xin cũng được lọc. À lại có một cái ngạc nhiên. Xưa vãi chiều. Thế mày cứ ghét uống trà sữa mày ra đấy làm gì? Sao đây có 4 hộp ta? Mày đi với ai? Thế bà sao chỉ 4 cốc? Một mình Nhiên 4 cốc. Em thấy Dương Sương tăng 4 cân rồi đấy. Được. Các bạn ơi, nó tăng cân nó cũng xinh mà. Tôi cảm giác là ai tăng cân cũng xinh trừ mỗi mình. Mình tăng cân béo vãi trưởng à. Tăng ạ? Tăng. Dạ.
Tao tăng ác. Ờ, để tao xem Vân uống vị nào đã còn thừa cho mày nhá. Nhìn chị Nhiên này xinh rồi đấy. Mi, thằng này suốt ngày nhìn các chị bắt đầu rớt cả dãi ra mày cái loại. Đê tiện. Ừ, cái loại đê tiện. Ngồi cạnh chị Thảo thì sẵn là chị Thảo ngồi cạnh chị Nhiên thì dãi xéo hết cả ra. Trời ơi. Cái loại mày đúng là cái loại em như mày phải móc mắt búng bi. Mang chặt bòi quá. Mày đặt. Mà thiếu quá. Ngó để tôi đếm, nó mang vào trong kia rồi. Con kia nó mang trên kia phải 5-6 cốc rồi. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 14-15 cốc trà sữa. Oh my god. Thôi uống đi. Các bạn tặng ít trà sữa thôi. Ừ thôi nhá, tôi chuyển sang trà hoa quả đấy các bạn ạ. Trà hoa quả nhá. Đừng trà sữa nữa. Nó lên hình nó béo ấy, nó xấu ấy các bạn. Chắc đến lúc nó xấu quá, nó lên hình, nó không ăn hình, xong rồi mình khổ thân nó. Sếp chửi. Có mua cái vị bạc hà mình thích thì nó uống bạc hà rồi. Thế mày thích nó hay mày thích bạc hà? Ừ, vị gì đỏ lè đỏ lét kia. Các bạn ơi nhớ nhá, chuyển từ trà sữa sang trà hoa quả nhá. Hoặc là tặng cho nó cốc hoa. Lại đến lượt hoa nữa. Hoa là của Nhung với Tuấn rồi, biết rồi. Hoa này. Các bạn ơi, đầu năm là mừng tuổi là bằng trà sữa, là bằng các thứ đấy hả? Ê, mấy hôm nay đấy là các bạn khác cho thầy vẫn các bạn đấy. Biết rồi. Có 1-2 bạn mới. Hoa của ai? Hoa của ai em ơi? Ui dưới. Đẹp phết gì? Không có thẻ à? Không có thẻ à? Anh ơi cho em mượn cái tờ giấy em ghi cho em tặng một tay. Cơ hội, kẻ cơ hội là đây. Chỗ chú, đây là cái bàn mà. Đây là chú sĩ là tiếp nhận nhiều đơn quà các bạn nhất. Dung Nguyễn là quán này. Ai? Dung Nguyễn à? Vâng. Dung Nguyễn là quán. Dung gửi cho em, cho chị biết là gửi ra đây. À, gửi cho ai là được. Gửi cho ai ấy. Gửi cho ai, con ai gửi chứ quan trọng. Gửi cho ai. Có thiệp ở trong đấy không anh? Thôi, được rồi, không có thiệp là được rồi, không có thiệp là của em. Tặng lắm, vẫn dậy có thiệp, mở ra nhanh lên. Đấy, thiệp đấy chứ. Thiệp đâu? Đây. Đây, thiệp đấy thấy. Giấu đi. Có người nhận chứ, còn ai phải... À, bên kia, bên này, đọc bên này thì mới nhìn thấy tên. Đấy. Em N tờ Nhung. Biết là anh... Tặng anh Tuấn rồi. Anh Tuấn. Trời ơi, tặng hoa anh Tuấn ơi. Tặng hoa, vấn đề anh Tuấn vừa bảo là tặng hoa xong. Tuấn và Nhung mỗi người một bó hoa. Tuyệt cả là vời, cảm ơn các bạn nha. Đi xin lại cái tặng Vân đấy. Thôi. Các bạn ơi, từ sau mình thôi mình tặng thế thôi ấy. Mình tặng hoặc là cho chúng nó một cốc thanh thủy Hàn Băng đi. Thanh thủy Hàn Băng là gì mày biết không mà mày cười kìa. Hôm qua môn đoạn vừa. Một cốc nước lọc đá thì đỡ tốn tiền. Mà nó vẫn mát mồm bây giờ này á. Chốt á, tôi tặng trà sữa đổi thành trà hoa quả, nó đỡ béo trong nhân viên tôi mỡ trần tọc hết rồi. Nó đi hòa bình có mát không ạ? Cái gì? Nó đi hòa bình có mát không ạ?